Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với cái video của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh lại cái dây côn của chiếc xe côn tay bất kỳ các bạn mới mua nhé. Con xe hôm nay mình sử dụng đó là con Win ấy của mình đó. Đây, các bạn cần có gì? Một cái can lê 14-17, một chiếc 12-10. Đây, cái này nó vừa nó ốc trên này, 14-17 thì vừa nó ốc dưới. Tiếp theo là một cái thước. Đây thì mình dùng mực hệt, mình dùng một cái cây rơm. Các bạn có thể dùng bất kỳ một cái gì đó, các bạn đo được cái cữ này là được. Không nhất thiết là phải tìm cây rơm như mình nha các bạn nhé. Đó, các bạn cắt cho nó bằng. Các bạn đo từ trên cái khoảng này xuống đến cái đầu cái cá giữ ở máy kìa. Đấy, tương đối là bằng rồi đấy. Sau đó dùng cà lê chúng ta nới hai con ốc này rộng ra. Hôm nay mình hơi mỏi nên là nói nó hơi bị khó nghe, các bạn thông cảm nhé. Đây là cách mình hướng dẫn cho các bạn nào chưa biết thôi. Bạn nào biết rồi mà có cách nào hay thì có thể để lại bình luận ở phần bên dưới video nhé. Mình xin nói thêm là mình không phải là thợ, cho nên là thao tác nó còn lóng ngóng, mong các bạn thông cảm. Này nó hơi chật đấy, do là lần đầu mình mở ốc này ra nên là nó cũng còn chật. Cái gì cũng thế mà, lần đầu chúng ta đụng vào cái gì nó cũng chật phải không các bạn? Đó, chúng ta lấy hai cà lê giữ thì nó dễ mở hơn là dùng cái kìm. Đấy, các bạn cố gắng là nới rộng hai cái ốc này ra. Cái gì rộng nó cũng dễ. Đấy, sau đó các bạn tháo cái phần cò bên dưới này. Đấy, còn dưới thì nó có một cái khe nhỏ, các bạn hơi ấn cái, hơi túm cái dây kéo xuống phía dưới tay bên trái thì các bạn đẩy cái cò đó lên một chút là chúng ta lấy được qua cái khe đó. Đấy, cũng dễ thôi. Sau đó các bạn chỉ việc rút cái phần này lên thôi, rút hẳn ra ngoài. Chúng ta nới cái ốc phía dưới ra, tháo hẳn ra bên ngoài ấy. Các bạn có để ý thấy cái dây côn mình nó đen hết cái phần giáp cái vỏ bọc kia không? Đấy là do khi nhà sản xuất người ta làm ra, công nhân người ta lắp ráp hai con ốc phía trên, nên là khi các bạn bóp côn ấy thì cái phần dây này nó rất là lỏng, cái dây côn nó chạy không chuẩn. Các bạn để thế đi nhiều nó sẽ đứt cái dây côn của các bạn đi. Đây, sau khi tháo xong các bạn lại luồn vào. Chúng ta lấy con ốc ban nãy tháo ra, chúng ta lắp vào bên dưới. Đấy, xỏ qua cái đầu dây này và vặn vào cái ren bên dưới này thôi. Đó. Sau đó các bạn lắp lại cái đầu dây côn vào cái phần móc bên dưới này nhé. Chúng ta lấy cái cữ vừa nãy chúng ta cắt đấy, chúng ta ướm để vặn ốc cho nó chuẩn. Chúng ta vừa đo cây đo, chúng ta vừa vặn ốc. Nó chưa được thì các bạn lại nới ra. Đó, nới ốc ra dưới ra thì vặn ốc trên xuống. Khi nào cái cữ nó bằng như ban đầu thì các bạn hãy siết ốc chặt. Đây, gần được rồi. Một tẹo nữa. Các bạn chỉnh bao giờ nó bằng cái cữ thì thôi.
Này các bạn xem cái cò này nó có phần dơ này. Ôi ôi muốn ốm rồi. Mỏi quá. Các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ mình nha. Sau đó các bạn lấy hai cà lê mà lại anh ta tháo ốc, chúng ta siết chặt hai con ốc này lại. Con 12 bên trên, con 14 bên dưới. Cái này con gái cũng làm được chứ chả phải con trai. Nó cũng đơn giản. Đó, vậy là xong rồi này. Này mình bóp thử cho các bạn xem này. Êm du luôn. Video của mình đến đây là hết nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhá. Chúc các bạn thành công.